người cho lẽ sống ơn trời hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường ơn trời hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Every time I kiss my cheek.
rồi ba mở từ đi. Rồi ba thả từ từ, bỏ phía sau đi rồi. Nó ra đâu mà hồi nào nó vậy? Ờ. Sau á. Lui đây. Ngửa cái lòng. Cái là vui rồi. Cô là chữ Nam Việt ở chạy thẳng nè. Kính thưa quý thượng tọa, kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa quý thân hữu, quý bà con quyến thuộc, kính thưa ba, kính thưa các anh chị cùng các cháu trong gia đình Long Hưng. Trong cuốn Nhị Thập Tứ Hiếu, ông Lý Văn Phức có viết: kẻ tai mắt đứng trong trời đất, ai là không bác mẹ sinh thành, gương treo đức nghĩa trời kinh, ở sao cho xứng chút tình làm con. Đọc những câu thơ trên,
chúng tôi vô cùng xúc động. Nghĩ lại, cha chúng tôi nay đã tuổi 90, xưa đã gọi là bậc kỳ nhi. Nhân duyên hội tụ tốt đẹp, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức buổi lễ khánh thọ cổ tuần cho cha chúng tôi và mời quý vị cùng đến chung vui cùng gia đình. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, tham dự buổi tiệc khánh thọ cổ tuần của cha chúng tôi hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Như, chủ trì chùa Linh Sơn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Thức. Tham dự buổi tiệc hôm nay còn có các bà con nội ngoại hai bên, các bậc trưởng thượng là thân hữu của cha chúng tôi, các bạn bè thân hữu cùng cái gia đình Long Hưng.